Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Báo Hà Tĩnh. Hãy cùng chúng tôi điểm qua những tin tức đáng chú ý hôm nay. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, đến 19 giờ ngày 13 tháng 11, vị trí tâm bão số 8 tên quốc tế Torazi vào khoảng 20,9 độ Vĩ Bắc, 115 độ Kinh Đông trên vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 8, tương đương 62-74 km/h, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 10 km/h. Đến tối 14 tháng 11, bão Torazi ở trên vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 7, giật cấp 9, di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 10 km và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Trong 24 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 10 km và suy yếu thành vùng áp thấp rồi tan dần. Do ảnh hưởng của bão Torazi, vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, vùng gần tâm bão đi qua cấp 7 đến cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao 2-4 m, vùng gần tâm bão 4-6 m, biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông lốc, gió mạnh, sóng lớn. Về tình hình thời tiết ngày 14 tháng 11, các vùng trên cả nước, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia. Tại Hà Nội, trời có mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất 21-23 độ C, nhiệt độ cao nhất 30-32 độ C, có nơi dưới 32 độ C. Phía Tây Bắc Bộ, trời có mây, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, gió nhẹ, đêm và sáng sớm trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, có nơi dưới 18 độ C, nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi dưới 32 độ C. Phía Đông Bắc Bộ, trời có mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, gió nhẹ, đêm và sáng sớm trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, vùng núi có nơi dưới 20 độ C, nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc có mây, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, phía Nam nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Phía Bắc đêm và sáng sớm trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận trời có mây, có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, phía Nam có nơi trên 32 độ C. Còn tại Tây Nguyên, trời có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C. Với khu vực Nam Bộ, trời có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C. Tin bão mới nhất của cơ quan thời tiết Philippines Pagasa phát hành lúc 5 giờ sáng ngày 14 tháng 11 cho biết, bão Usagi, tên địa phương là Ophel, đang tăng cấp dữ dội và đạt tới gần cấp siêu bão khi cách Uchague, Isabela, Philippines 215 km về phía đông. Bão đang di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 30 km/h, sức gió duy trì tối đa gần tâm bão Usagi lên tới 165 km/h, gió giật tới 205 km/h. Các nhà dự báo bão của Philippines nhận định bão Usagi dự kiến di chuyển theo hướng Tây Bắc trên biển Philippines, sau đó đổ bộ dọc theo bờ biển phía đông của Cagayan hoặc phía Bắc Isabela, Philippines trong chiều nay 14 tháng 11. Sau đó, cơn bão gần Biển Đông sẽ di chuyển qua eo biển Babuyan vào tối 14 tháng 11 khi đổ bộ lần hai hoặc áp sát quần đảo Babuyan. Dự báo bão Usagi sẽ chuyển hướng Bắc qua biển phía Tây Batanes vào ngày 15 tháng 11, trước khi chuyển hướng Đông Bắc từ ngày 16 tháng 11 trên vùng biển phía Đông Đài Loan, Trung Quốc, tới quần đảo Ryukyu trong khoảng thời gian dự báo còn lại. Các nhà dự báo bão cảnh báo, đường đi của bão Usagi vẫn có khả năng dịch chuyển, cơn bão dự kiến mạnh lên trong 12 giờ tới và có thể đổ bộ trong giai đoạn có cường độ cao nhất. Do bão Usagi đang di chuyển trong môi trường thuận lợi để mạnh lên nên không loại trừ khả năng cơn bão này sẽ đạt cấp siêu bão. Xu hướng bão Usagi suy yếu có khả năng xảy ra khi cơn bão di chuyển tới gần Đài Loan, Trung Quốc. Cơn bão có khả năng trở thành áp thấp ở khu vực quần đảo Ryukyu vào ngày 18 hoặc 19 tháng 11.
Tin bão mới nhất của Trung tâm Cảnh báo Bão Liên hợp JTVC của Hải quân Mỹ cho biết bão Usagi đã tăng cấp lên thành siêu bão với sức gió lên tới 240 km/h và có khả năng đổ bộ ở cấp siêu bão. Usagi là một trong những cơn bão hoạt động gần Biển Đông. Bão số 8 ở Biển Đông Torazi đang hoạt động ở phía nam Trung Quốc và đang suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, trong khi bão Manji đang hướng về Philippines. Theo tin bão mới nhất của Pagasa về bão Manji, cơn bão này đang tăng cấp nhẹ khi tiếp tục di chuyển về hướng Tây. Tâm bão Manji cách đông Visayas, Philippines 1.705 km và đang nằm ngoài khu vực dự báo PAR của Philippines. Manji có sức gió duy trì tối đa 75 km/h ở gần tâm bão, gió giật 90 km/h. Bão di chuyển về phía Tây với tốc độ 30 km/h. Vùng gió mạnh trong bão mở rộng với 300 km tính từ tâm bão. Pagasa nhận định bão Manji sẽ đi vào vùng dự báo PAR của Philippines trong ngày 14 tháng 11 và sẽ có tên địa phương là Pepito. Dự báo trong PAR, bão Manji sẽ di chuyển dần theo hướng Tây tới 15 tháng 11 trước khi chuyển hướng Tây Tây Bắc từ ngày 16 tháng 11. Theo dự báo, cơn bão gần Biển Đông này dự kiến đổ bộ bờ biển phía đông của Nam Luzon, Philippines trong cuối tuần này, ngày 16 hoặc 17 tháng 11. Sau khi càn quét ở Philippines, bão Manji dự báo đi vào Biển Đông ngày 17-18 tháng 11 trở thành cơn bão số 9 ở Biển Đông. Các nhà dự báo bão ở Philippines nhận định bão Manji có khả năng tăng cấp bão cuồng phong vào tối 14 tháng 11 hoặc sáng ngày 15 tháng 11. Khả năng bão tăng cấp dữ dội thành siêu bão trước khi đổ bộ Philippines cũng không loại trừ. Manji có khả năng đổ bộ ở cường độ cực đại.